một điểm đặc biệt luôn. Và nhà Happy Skin cũng đã có chia sẻ rồi là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm retinol này á, thì mình không hề bị bong chóc da luôn, là cái sản phẩm này rất là lành tính và dịu nhẹ luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Như tiêu đề video thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn bộ sản phẩm của nhà Happy Skin. Ta-da! Đây là bộ sản phẩm đến từ nhà Happy Skin. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có 4 món. Đầu tiên là Nano Retinol Booster nồng độ 0.5%, tiếp đến là Nano Retinol Booster nồng độ 1% và Vitamin C và dầu dưỡng. Thế nên mình rất là may mắn khi được nhà Happy Skin gửi tặng 4 sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này mình được nhận khi mà nhà Happy Skin ra mắt cái dòng retinol mới, là mình đã được nhận rồi. Tuy nhiên thì lúc đó thì mình đang trong liệu trình vi kim cho nên là mình chưa có sử dụng. Và sau đó thì mình đổi cái làn da của mình đó, nó ổn định thì mình bắt đầu sử dụng retinol của nhà Happy Skin. Thế nên đầu tiên thì mình sẽ nói về retinol. Đây là hai loại retinol đến từ nhà Happy Skin. Thì cái loại màu xanh lá này sẽ là Nano Retinol Boosting Serum nồng độ 0.5%. Cái sản phẩm này theo như là nhà Happy Skin có giới thiệu thì đây là sản phẩm sẽ phù hợp cho những bạn có làn da mụn, làn da dầu và những bạn mới bắt đầu sử dụng retinol, thì các bạn sẽ chọn nồng độ 0.5%. Còn đối với những bạn muốn chống lão hóa thì các bạn sẽ sử dụng nồng độ 1% Nano Retinol Boosting Serum 1%. Vì sao mà hai sản phẩm này lại có tên là Nano Retinol Boosting Serum? Thì như là nhà Happy Skin có nói, nó được sử dụng công nghệ bọc nano retinol. Thì cái công nghệ bọc nano này nó sẽ giúp cho cái sản phẩm nano retinol này có kích thước siêu phân tử, giúp thẩm thấu vào lớp bì của da và sẽ giúp thẩm thấu mạnh hơn gấp 10 lần so với công nghệ bọc nano thông thường. Thì cái sản phẩm này á, là made in Việt Nam thật sự, nhưng mà nó được nhập khẩu. Nhà Happy Skin chỉ nhập khẩu cái sản phẩm này, sau đó đóng gói và dán nhãn thôi, nên các bạn có thể yên tâm khi sử dụng các sản phẩm từ nhà Happy Skin. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái nồng độ 0.5%. Thì 0.5% này sẽ phù hợp với những bạn có làn da dầu mụn và những bạn mới bắt đầu sử dụng retinol. Cái sản phẩm Nano Retinol Boosting Serum 0.5% này được hãng rất là chăm chút khi mà cho vào thêm cái hoạt chất là EHA. Thì EHA là một cái hoạt chất giúp tẩy da chết bề mặt, nó là một chất tẩy da chết hóa học. Và cái sản phẩm này sẽ giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và giúp tẩy da chết một cách dịu nhẹ cho làn da. Rất là phù hợp cho những bạn da dầu mụn và những bạn muốn bắt đầu sử dụng retinol. Thì mình rất là recommend các bạn sử dụng cái sản phẩm Nano Retinol Boosting Serum 0.5% này luôn. Tiếp đến là sản phẩm Nano Retinol Boosting Serum 1%. Thì ở sản phẩm này nó sẽ bổ sung thêm cái biopeptide, nó giúp nuôi dưỡng da và cũng như là giúp tái tạo da nhanh hơn. Nano Retinol Boosting Serum 1% này sẽ thẩm thấu nhanh và sâu vào lớp bì của làn da và giúp nuôi dưỡng làn da và giúp chống lại quá trình lão hóa của làn da. Và mình đã sử dụng qua retinol của Emmy by Happy Skin từ nồng độ 0.5% cho đến nồng độ 1%. Thì mình nhận thấy là làn da của mình trước khi sử dụng retinol nó đã là một làn da khá là ổn và cũng khỏe, cho nên là mình sử dụng, nhưng mà mình vẫn bắt đầu sử dụng từ nồng độ thấp hơn, từ 0.5% cho đến 1%. Và mình cảm nhận sau khi mình sử dụng là khoảng hơn 2 tuần là làn da của mình trông khỏe hơn và trông cái hiệu ứng căng bóng của làn da nó tốt hơn. Và khi mà mình đi vào một cái shop hay một cái tiệm nào đó mà có nhiều đèn á, vào buổi tối thì làn da mình trông rất là căng bóng và bắt sáng rất là tốt, rất là đẹp, nói chung là rất là ok. Thì mình rất là recommend cho các bạn muốn sử dụng retinol thì các bạn hãy lựa chọn những cái sản phẩm retinol tốt như là sản phẩm của Emmy by Happy Skin này. Thì các bạn nên sử dụng từ nồng độ thấp lên nồng độ cao và sử dụng từ retinol sang retinol, chứ bạn đừng có nhảy từ nồng độ cao ngay từ khi mới bắt đầu, hay là các bạn nhảy lên sử dụng retinol quá sớm, giống như là việc các bạn phải đi học từ lớp 1 tới lớp 12, chứ các bạn không thể nào mà vừa mới vô mà các bạn muốn học lớp 10 được, thì đó là điều không thể.
Thì đối với retinol thì cũng như vậy, các bạn nên sử dụng từ nồng độ thấp lên nồng độ cao và từ cái hoạt chất là retinol và các bạn chuyển dần lên retinol. Ok, và mình đã chia sẻ sơ qua về cái sản phẩm retinol này. Mình sẽ để hai sản phẩm retinol lên một bên và mình sẽ tiếp tục nói đến cái sản phẩm serum spot treatment này. Thì cái sản phẩm spot treatment serum này sẽ có chứa vitamin C cocktail 15.5% và kèm theo đó là alpha arbutin 1%. Thì khi mà mình đọc bản thành phần này thì mình thấy wow, đây là một sản phẩm khá là tuyệt vời luôn. Với thành phần vitamin C nồng độ cũng vừa phải, nó sẽ không quá cao và sẽ không gây kích ứng. Kèm theo đó là cái thành phần alpha arbutin. Thì alpha arbutin nó là một thành phần giúp ức chế sắc tố melanin, nó giúp cho làn da của chúng ta trở nên sáng mọt và trắng hơn, đều màu hơn và giúp làm giảm vết thâm, nám rất là hiệu quả. Alpha arbutin này thì nó có công dụng gần như tương đương với cái thành phần là hirovinol. Tuy nhiên thì hirovinol nó sẽ có tác dụng phụ không mong muốn. Đó là các bạn sẽ bị rối loạn sắc tố hay là cái gì, vấn đề gì đó. Nói chung là tác dụng phụ của hirovinol là rất là cao, cái rủi ro sử dụng rất là cao. Còn đối với các arbutin này thì nó sẽ ức chế thôi, có nghĩa là ức chế sản sinh melanin. Thì khi mà các bạn không hình thành melanin thì melanin là cái tế bào sắc tố đen trên làn da. Khi không hình thành sắc tố đen thì các bạn sẽ giảm được cái vết nám, vết thâm và làm sáng da rất là hiệu quả. Thì khi mà cái thành phần vitamin C mà kết hợp với alpha arbutin á, nó sẽ cho một cái kết quả dưỡng trắng da, làm sáng da rất là tuyệt vời. Mình sẽ mở ra cho bạn xem nhé. Thì đây là một cái lọ tương đối nhỏ, mini size 5ml. Đây. Oh my god. Mình sẽ lấy. Thì cái chất ở bên trong của sản phẩm Spot Treatment Serum này là một chất trong suốt. Thì khi mà bôi các bạn sẽ thấy nó thấm khá là nhanh. Cái mùi hương cũng khá là nhẹ. Thì mình sử dụng cái sản phẩm này kết hợp với retinol trong khoảng hơn 2 tuần thì mình thấy da mình trông sáng hơn và khỏe hơn đáng kể. Ok, mình sẽ đi đến cái sản phẩm tiếp theo là sản phẩm dầu dưỡng Vitamin Spot Corrector Oil. Thì sản phẩm này là một sản phẩm chứa những cái vitamin tổng hợp giúp nuôi dưỡng làn da rất là ok. Thì đây mình sẽ mở cho bạn xem nhé. Thế nên lại là một cái lọ serum mini size 5ml khá là dễ thương. Mình sẽ mở xem cái tattoo bên trong nhé. Thì cái tattoo nó sẽ có một cái màu vàng khá là nhẹ. Mình sẽ bỏ ra tay nha. Wow, nó đang chảy trên tay của mình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái dầu dưỡng này nó thấm cũng khá là ok và nó cũng không gây bết dính nhiều. Cái mùi hương của nó cũng không quá nồng. Mình là một người rất là ghét cái mùi hương quá nồng hay là mùi hương tổng hợp thì mình sẽ không thích cái sản phẩm dầu dưỡng này. Thì mình sử dụng xen kẽ với việc sử dụng Spot Treatment Serum, tức là sản phẩm dầu dưỡng này mình sẽ xen kẽ với cái việc mình sử dụng vitamin C và retinol. Đây là bốn sản phẩm của nhà Happy Skin, bao gồm có Nano Retinol Boosting nồng độ 0.5% và nồng độ 1%. Tiếp đến là Whitening Spot Corrector là dầu dưỡng, và tiếp đến là Spot Treatment Serum là serum có chứa vitamin C và alpha arbutin. Thì cái sản phẩm trọng tâm ở trong này á, thì mình nghĩ là hai cái sản phẩm retinol này, mình nghĩ là cái sản phẩm này sẽ là best seller của nhà Happy Skin luôn. Cái retinol gần đây được các bạn tìm hiểu rất là nhiều và đưa vào cái skincare routine của mình, cho nên là mình nghĩ là cái retinol này cũng khá là hiệu quả và mình nghĩ là các bạn nên tham khảo và có thể là đưa cái sản phẩm này vào trong cái chương trình dưỡng da của các bạn luôn. Thì khi mà mình sử dụng sản phẩm này á, một thời gian thì mình thấy da mình khỏe hơn. Và đặc biệt, một điểm đặc biệt luôn, và nhà Happy Skin cũng đã có chia sẻ rồi, là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm retinol này á, thì mình không hề bị bong chóc da luôn. Là cái sản phẩm này rất là lành tính và dịu nhẹ luôn, rất thích hợp cho những bạn mà mới bắt đầu sử dụng cái retinol luôn. Và những bạn mà muốn duy trì sử dụng retinol với nồng độ 1% cũng khá là ok. Hai sản phẩm này là nó rất là lành tính và mình sử dụng thì thấy rất là êm luôn. Và đặc biệt là da mình trông căng hơn. Và mình có tìm hiểu thì ở trong sản phẩm của Happy Skin còn có thêm một chiết xuất là chiết xuất ngọc ong,
cái nọc ong này sẽ giúp cho làn da của chúng ta trở nên căng hơn và những cái nếp nhăn nó sẽ được giảm đi đáng kể luôn. Thì sau khoảng hơn 2 tuần sử dụng thì mình thấy cái bộ sản phẩm này cho hiệu quả rất là ok luôn, và mình recommend các bạn nên thử một lần sử dụng cái retinol của nhà Happy Skin. Các bạn nên thử nhé. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình sử dụng 4 sản phẩm này. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái retinol nồng độ 0.5% trước, và sau khi mà hết nồng độ 0.5% thì mình mới chuyển sang sử dụng retinol nồng độ 1%. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng từ nồng độ thấp lên nồng độ cao. Và với cái thứ tự mình sử dụng retinol trong cái bước chăm sóc da là mình sẽ rửa mặt nè, sau đó mình sẽ sử dụng xịt khoáng và mình đợi cho da khô thì mình sử dụng cái retinol boosting serum này. Và cái bước cuối cùng mà mình sử dụng đó chính là kem dưỡng ẩm. Và có những ngày thì mình cũng lười không sử dụng kem dưỡng ẩm mà mình chỉ sử dụng cái sản phẩm này rồi mình đi ngủ thôi. Nó cũng khá là ok. Thì tiếp đến là cái cách mà mình sử dụng Spot Treatment Serum. Cái loại serum có chứa vitamin C và alpha arbutin. Thì sản phẩm này mình sẽ sử dụng buổi sáng. Mình sẽ sử dụng sau cái bước rửa mặt và mình sử dụng cái sản phẩm này xong thì mình sẽ apply cái kem chống nắng. Có những ngày mà mình không sử dụng retinol vào buổi tối thì mình sẽ áp dụng sử dụng cái Spot Treatment Serum chứa vitamin C và alpha arbutin này luôn. Thì mình sẽ sử dụng giống như cái thứ tự mà mình sử dụng retinol luôn, là mình sẽ rửa mặt, toner hoặc là mình sẽ sử dụng xịt khoáng và sau đó đợi cho da khô thì mình sẽ sử dụng cái Spot Treatment Serum này. Đối với cái sản phẩm Whitening Spot Corrector Oil này, cái sản phẩm dầu dưỡng này mình sẽ sử dụng vào những ngày mà mình không sử dụng treatment. Mình sẽ làm sạch da với sữa rửa mặt và máy rửa mặt. Sau đó thì mình sẽ sử dụng xịt khoáng và mình đợi cho da khô hẳn đi thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm dầu dưỡng này. Thì cái dầu dưỡng này làm dịu da và cũng như là làm da căng bóng khá là ok. Mình sử dụng sản phẩm này khi mà mình để cho da nghỉ ngơi, mình không sử dụng có treatment nào cả mà mình sẽ sử dụng nhất cái sản phẩm dầu dưỡng này. Nó giúp cho da mình trong bắt sáng khá là tốt. Đó là chia sẻ của mình về 4 sản phẩm mà mình được nhà Happy Skin gửi tặng. Đầu tiên là retinol nồng độ 0.5% và tiếp theo là retinol nồng độ 1% và Spot Treatment Serum chứa vitamin C và alpha arbutin và cuối cùng là dầu dưỡng. Cả 4 sản phẩm này mình đều rất là yêu thích luôn và mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục sử dụng cái Nano Retinol Boosting Serum nồng độ 1% để chống lão hóa cho làn da, và cũng như là mình sẽ kết hợp với Spot Treatment Serum chứa vitamin C và alpha arbutin để làm sáng da và làm điều màu da cũng như là điều trị thâm sau mụn. Thì mình rất là yêu thích 4 sản phẩm này luôn. Mình rất là cảm ơn Happy Skin đã gửi tặng cho mình 4 sản phẩm mà mình sử dụng thì mình thấy rất là hiệu quả luôn. Nãy giờ nói về những cái điểm cộng của sản phẩm này rồi thì thật sự là quà tặng. Tuy nhiên thì mình cũng phải nói về cái điểm trừ của sản phẩm. Hồi nãy giờ hình như mình chưa có mở cái sản phẩm retinol cho các bạn xem thì phải. Mình sẽ mở cho bạn xem. Đây là cái lọ retinol của mình. Thì mình sử dụng cái retinol này bình thường thôi. Mình sử dụng và bảo quản sản phẩm này trong môi trường có điều hòa. Thì cái sản phẩm ban đầu mình nhận được là màu trắng trong, nhưng mà sau một thời gian mình sử dụng á, không biết là nó có bị oxy hóa hay không, nhưng mà nó lại có một màu vàng hơi đục. Thì theo như nhà Happy Skin có nói thì cái sản phẩm này do cái hoạt chất của nó tác động lại với nhau cho nên là nó có màu hơi khác. Tuy nhiên thì mình vẫn mong là nhà Happy Skin sẽ sớm khắc phục cái điều này. Nhà Happy Skin đã có khẳng định là cái sản phẩm này đổi màu nhưng mà cái hoạt chất bên trong vẫn bình thường, cho nên các bạn khi mà cái sản phẩm này có đổi màu thì các bạn vẫn sử dụng bình thường nha, không có điều gì hết. Tuy nhiên là mình vẫn mong là nhà Happy Skin sẽ yêu cầu cái hãng sản xuất có hướng khắc phục cái vấn đề chuyển màu của sản phẩm này. Đây là lọ serum retinol 1% nè. Nó cũng có màu vàng đó các bạn. Màu vàng. Nói chung là cái màu của nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái hiệu quả sử dụng hết. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này khi mà sản phẩm này đổi màu. Cho nên các bạn cũng đừng quá hoang mang và lo lắng khi sử dụng sản phẩm này mà cái sản phẩm này nó đổi màu nha. Ok, thì video chia sẻ về 4 sản phẩm retinol và vitamin C serum và dầu dưỡng của nhà Happy Skin đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và cũng như là hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ những video mình đăng lên. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp sau. Bye bye!